Đủ Chanathip và Minh Hùng tướng mạnh, tuyển Thái Lan vẫn thua tan tác trước đối thủ Tây Á. Từ Chanathip đến Bunmathan, huấn luyện viên Malang Polking có trong tay đầy đủ những ngôi sao đang thi đấu tại J-League và Thái League. Tuy nhiên, điều đó không đủ để đội tuyển Thái Lan có thể tạo ra được bất ngờ. Thái Lan mở màn loạt trận đấu giao hữu FIFA Day tháng 3 trong trận đấu với Syria vào rạng sáng 26 tháng 3 giờ Việt Nam. Trong trận đấu này, những tên tuổi của bóng đá Thái Lan như Bunmathan, Chanathip, Subhachok, Subhachai hay Suphanat đều có tên trong đội hình xuất phát. So với AFF Cup 2022, lực lượng đội tuyển Thái Lan ở đợt tập trung này mạnh hơn rất nhiều với sự trở lại của nhiều hào thủ. Điều này cũng giúp đội bóng Đông Nam Á khởi đầu hứng khởi trước Syria. Ngay phút thứ 2, tuyển Thái Lan đã có cơ hội ngon ăn. Chanathip xử lý bóng tinh tế, mở ra cơ hội để cầu thủ Thái Kiều Mickelson băng vào đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Phải tới phút thứ 20, tuyển Syria mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Omar Osama sút bóng đi chạy khung thành trong gang tấc. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, đội bóng Tây Á đã có được bàn mở tỷ số. Phút 26, thủ môn Patriwat Khamai lóng ngóng đưa bóng vào chân của Alasuma Omar, còn tiền đạo của Syria đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để mở tỷ số cho đội nhà. Sau bàn thua bất ngờ, đội quân của huấn luyện viên Malang Polking nỗ lực dồn lên. Đến phút 45+3, Bunmathan có pha tạt bóng chính xác để Suphanat bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ. Bước sang hiệp 2, lợi thế về mặt thể lực dần giúp các cầu thủ Syria tạo ra được sự khác biệt. Họ không chơi nhỉnh hơn đối thủ, tuy nhiên sự bình tĩnh trong các pha xử lý cuối cùng đã giúp đội bóng Tây Á có được điều mình cần. Phút 56, tuyển Thái Lan phải nhận đòn trừng phạt tiếp theo khi bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Omar Kharibin dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Syria. Chanathip và đồng đội nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên bàn thua thứ 3 ở phút 84 đã khiến tất cả sụp đổ. Đội tuyển Thái Lan gần như bị đánh sập tinh thần sau bàn thua và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-3 chung cuộc. Sau trận đấu này, Thái Lan còn một màn so tài với đội chủ nhà UAE vào lúc 1 giờ sáng ngày 29 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Đây được đánh giá sẽ tiếp tục là trận đấu khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Malang Polking. U23 Thái Lan tạo ra địa chấn, gián tiếp mang tới mối lo lớn cho U23 Việt Nam. Vài ngày trước, U23 Thái Lan đã thi đấu kiên cường để cầm chân đối thủ được đánh giá cao hơn là Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-2 ở lượt trận đấu mở màn Doha Cup. Với phong độ cao và tâm lý khá hưng phấn, U23 Thái Lan được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây bất ngờ trước chủ nhà Qatar ở lượt trận đấu thứ 2, rạng sáng ngày 6 tháng 3 và voi chiến thậm chí còn làm tốt hơn so với trận đấu trước. Đội quân của huấn luyện viên Issara Sritaro đã thi đấu thuyết phục và đánh bại Qatar với tỷ số tối thiểu. Trong suốt 90 phút, U23 Thái Lan kiểm soát bóng ít hơn một chút so với Qatar 48%, nhưng lại là đội dứt điểm nhiều hơn, 10 pha dứt điểm trong đó có 6 cú sút trúng đích, trong khi đó Qatar chỉ dứt điểm 7 lần và có duy nhất một lần trúng đích. U23 Thái Lan tiếp cận trận đấu với thế trận đôi công thay vì phòng ngự co cụm, dù phải đối đầu với Qatar vốn có lực lượng mạnh lại sở hữu lợi thế sân nhà. Trong thế trận có phần giằng co, bước ngoặt đã xảy ra ở thời điểm bù giờ của hiệp 1. U23 Thái Lan có cơ hội vượt lên dẫn trước khi trọng tài cho họ được hưởng phạt đền vì hậu vệ U23 Qatar phạm lỗi với Pofimai trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Jonathan Khemdi dễ dàng giúp voi chiến mở tỷ số. Sau giờ nghỉ, U23 Qatar đẩy cao đội hình và tấn công mạnh mẽ hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, U23 Thái Lan đã phòng ngự rất kín kẽ với sự tự tin và lối chơi gắn kết. Thậm chí U23 Thái Lan có ít nhất 2 cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng không tận dụng thành công. Dẫu sao, chiến thắng chung cuộc 1-0 đã quá đủ để U23 Thái Lan hưởng trọn niềm vui. Với 4 điểm sau 2 trận, U23 Thái Lan sẽ xếp trong top đầu ở Doha Cup và khả năng sẽ chạm trán một đội mạnh ở lượt trận đấu cuối cùng. Dù chỉ là một giải đấu mang tính chất giao hữu, nhưng hai trận đấu thuyết phục cũng giúp voi chiến tự tin hơn nhiều khi hướng tới SEA Games. Trái ngược với U23 Thái Lan, thì U23 Việt Nam không có kết quả tốt ở Doha Cup. Sau trận thua Iraq 0-3, đội quân của huấn luyện viên Chu Jie lại vỡ trận trước UAE với tỷ số 0-4. Với sự khác biệt về mặt lực lượng và phong độ, chắc chắn U23 Thái Lan sẽ là đối thủ cực kỳ đáng gờm trên con đường bảo vệ danh hiệu huy chương vàng SEA Games, mục tiêu quan trọng đầu tiên của huấn luyện viên Chu Jie. Huấn luyện viên Chu Jie phát biểu đầy bất ngờ sau trận thua 4 bàn không gỡ. Mặc dù U23 Việt Nam thua đậm U23 UAE với tỷ số 0-4 ở lượt trận đấu thứ 2 tại U23 Doha Cup 2023, nhưng huấn luyện viên Chu Jie vẫn dành những lời khen cho các học trò. Chia sẻ với truyền thông sau trận thua 0-4 của U23 Việt Nam trước U23 UAE, huấn luyện viên Chu Jie cho biết: "Về mặt kết quả, U23 Việt Nam đã thua. Nhưng như tôi đã chia sẻ, mục tiêu mà U23 Việt Nam hướng đến khi tham dự giải U23 Doha Cup 2023 tại Qatar là những tiến bộ từng bước một của các cầu thủ. Với những gì đã diễn ra trong trận đấu với U23 UAE, tôi có thể nói là hài lòng. Các học trò đã có nhiều cố gắng, ngay cả khi thua 0-4 trước U23 UAE. Đội đã kiểm nghiệm được cấu trúc trong đội hình, vận hành đấu pháp, sự quyết tâm, tính chiến đấu và tổ chức trong thi đấu. Với tôi, U23 Việt Nam đang từng bước cải thiện. Nên nhớ, trình độ của U23 UAE cao hơn U23 Việt Nam. Họ là thử thách lớn đối với chúng tôi." Huấn luyện viên Chu Jie chia sẻ thêm: "Tôi tiếc khi U23 Việt Nam để thua 4 bàn. Tôi nghĩ chúng tôi không đáng thua như thế. Thể lực của đội suy giảm trong hiệp 2 là nguyên nhân khiến U23 Việt Nam chịu nhiều bàn thua.
Thật không dễ để các cầu thủ duy trì được chất lượng chơi bóng trong áp lực đến từ đối thủ. Dẫu sao, tôi vẫn hài lòng. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng kết quả thực sự không nằm ở bảng tỷ số mà là ý tưởng, thái độ chơi bóng. U23 Việt Nam đã thể hiện được nền tảng tốt để từng bước cải thiện. Theo quy định của điều lệ giải quốc tế U23 Doha Cup 2023, các đội sẽ được phân cặp để thi đấu lượt 3, căn cứ thành tích có được sau 2 lượt đầu. Xét cục diện hiện tại, đối thủ của U23 Việt Nam có thể sẽ là một trong những đội như U23 Qatar, U23 Ả Rập Xê Út, U23 Kyrgyzstan hay U23 Oman. Phan Tuấn Tài hướng tới SEA Games 32, U23 Việt Nam phải cải thiện nhiều. Đây là thời gian mà toàn đội tập luyện hướng tới SEA Games, xa hơn nữa là giấc mơ World Cup 2026. Tôi nghĩ toàn đội phải cố gắng hơn, tiếp tục cải thiện mình. Cá nhân tôi cũng hiểu rõ điều đó. Phan Tuấn Tài phát biểu sau trận đấu thứ hai của U23 Việt Nam tại Doha Cup 2023. Huấn luyện viên Chu Dê không tiến hành nhiều điều chỉnh về mặt nhân sự, chỉ có 4 cái tên mới trong đội hình xuất phát là Trần Quang Thịnh, Trần Văn Thắng, Đoàn Huy Hoàng và Lê Quốc Nhật Nam. U23 Việt Nam thi đấu tốt trong 45 phút đầu tiên và có được kết quả hòa không đều trước U23 UAE. Nhưng hiệp 2 là thời điểm mà hàng thủ U23 Việt Nam bộc lộ sai sót. Phút 51, Yasser Al-Mushi bật cao đánh đầu một tỷ số trận đấu cho U23 UAE. Tiếp đà hưng phấn, đội bóng Tây Á tiếp tục chơi tấn công và chiếm được ưu thế trước U23 Việt Nam. Phút 67, U23 UAE có bàn thắng thứ hai sau cú sút xa đẹp mắt của Ahmed Al-Hamadi. Phút 83, Mohamed Ahmad đánh đầu rất mạnh nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn cho U23 UAE. Thầy trò huấn luyện viên Denis Silva kết thúc trận đấu với một bàn thắng nữa và giành thắng lợi với tỷ số 4-0 trước U23 Việt Nam. Cảm xúc của tôi giờ khá buồn. Toàn đội đã nỗ lực hết sức, cố gắng tập trung triển khai lối chơi mà huấn luyện viên đề ra. Nhưng kết quả thì U23 Việt Nam lại chưa có được như mong muốn. Chúng tôi phải nỗ lực tập thêm nữa trong thời gian tới, Tuấn Tài nói thêm. Trong hai trận đấu vừa qua, Tuấn Tài đều có thời điểm nắm giữ tấm băng đội trưởng của U23 Việt Nam, nhưng anh thi đấu không tốt. Ở ngày ra quân, đường truyền sai của Tuấn Tài khiến Tiến Long phải phạm lỗi với cầu thủ U23 Iraq và nhận thẻ đỏ. Đến cuộc đọ sức với U23 UAE, anh không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự. Phải thực sự thừa nhận rằng tôi có gặp áp lực khi đá băng đội trưởng U23 Việt Nam, nhưng đó cũng là trải nghiệm cho tôi trong tương lai sau này. Tôi hứa sẽ cố gắng nỗ lực cải thiện bản thân. Huấn luyện viên Chu Dê cũng nhắc tôi và toàn đội tự tin chơi bóng, dám chơi như chiến thuật thời đề ra. Hậu vệ sinh năm 2001 cho biết. Cổ động viên Đông Nam Á bất ngờ gọi tên huấn luyện viên Park Hang-seo khi U23 Việt Nam thua đậm. Trận thua 0-4 của U23 Việt Nam trước UAE nhận được nhiều sự quan tâm của cổ động viên Đông Nam Á. Sau trận thua 0-3 trước U23 Iraq, U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 UAE với hy vọng lấy được niềm tin của người hâm mộ. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuze lại có một màn trình diễn gây thất vọng nữa khi nhận thua với tỷ số 0-4 và đây cũng là thất bại có cách biệt lớn nhất giải vào lúc này. U23 Việt Nam đã đứng vững trong hiệp 1, nhưng sức ép của hàng công UAE cuối cùng đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Chuze mắc sai lầm. Như vậy, sau hai lượt trận đấu đầu tiên, U23 Việt Nam sẽ phải đá trận tranh thứ hạng thấp tại Doha Cup với thành tích 2 trận toàn thua, thủng lưới tới 7 bàn. Cổ động viên Mohamed Danin Ibrahim lại bất ngờ nhắc đến huấn luyện viên Park Hang-seo trong bình luận của mình. Không có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Việt Nam đang trở về đúng với thực lực của mình mà thôi. Điều này đã được dự đoán từ trước rồi mà. Thêm một tài khoản Facebook khác tới từ Indonesia nhắc về cựu thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam. Đây có phải là huấn luyện viên được chọn để thay thế Park Hang-seo không nhỉ? Tài khoản Ray cũng để lại bình luận so với cách đá của U23 Việt Nam dưới thời của Philip Chuze và Park Hang-seo. Các đội bóng của Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo chưa bao giờ phải nhận những thất bại với tỷ số đậm như vậy. Cổ động viên Huy Jin tới từ khu vực Campuchia đã để lại bình luận mỉa mai khi nói về SEA Games 32. U23 Việt Nam sẽ chẳng có nổi tấm huy chương đồng ở SEA Games 32 nếu cứ thi đấu như thế này. Họ sẽ sớm bị Campuchia đánh bại mà thôi. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Chuze sẽ phải chờ đợi kết quả những cặp đấu còn lại để xác định được đối thủ của mình ở lượt trận đấu thứ 3. Kết quả khá tệ ở hai trận đấu đầu tiên sẽ khiến cho U23 Việt Nam chỉ gặp được những đối thủ có thứ hạng khá thấp.